Đây bây giờ mình đi đi quay ha. Quay cái nhóm này dữ dữ dằn lắm, làm từ sáng giờ luôn. Hôm nay có mấy người luôn. Đấy. Chị này mặt mày đen thui luôn. Em bắt đầu mình phải hỏi câu này, mọi người có thấy em xinh gái không? Mặt mặt mày đen thui luôn. Mặt mày đen thui luôn. Hôm nay nó không có nó đất nè, mọi người thấy không, nó bay nè, gió nó hất vô phải chịu. Chứ giờ làm sao? Nó để hôm nay mình có những cái đồng minh mới cho nên là sẽ xuống xuống phỏng vấn từng em ấy đó. Đồng minh không à, nó đang nhổ bớt dâu, nó nhiều quá, nó chen chúc nhau quá rồi bón phân nhổ cỏ. Đó, nhưng mà hôm nay em xấu hơn ngày mai em đẹp, nhưng ngày mai em quay lễ Quốc Khánh cho mọi người coi. Ngày mai bên đây lễ Quốc Khánh á. Rồi để đi phỏng vấn vòng đi. Đi vòng nhân vật dưới kia. Ồ, anh ơi em nghĩ chắc mình đem cây ra cũng được, anh ấm lắm rồi đó, anh thấy ấm lắm rồi đó. Ngày mai đi, mai. Mai mình đem cây ra mình. Đây. Hôm nay là làm được nhiều dữ lắm. Đó. Hôm nay là lên những cái clip mới ha. Hôm nay có những nhân vật mới nè. Nhân vật mới tổng thức quay phim. Mặt nào nấy đen thui hết nè. Anh hai đừng có quay phim nhân vật mới hiểu không? Nhân vật mới tổng thích. Cái gì không thích vậy? Anh em ơi em, anh đừng có quay em. Đứa nào nấy đen thui. Chơi đất. Em chơi đất không? Lớp đất như này. Đó, thấy chưa? Còn này ai đây? Anh đỉnh rồi. Nhưng em vẫn đẹp nha, em không có đen thui nha. Cái mặt em đen thui thôi. Lưu Đức Hòa đang cài đất. Mệt quá. Mày hai luống bé ơi. Khoan đi để anh lùa quá. Ừ, cho nó dẹp dẹp xuống. Đó, hai luống. Hai bên đây hiểu không? Thả vô cho em ơi. Này không biết người Việt Nam hay là người gì đây. Em người Thổ. Nhưng mà biết nói tiếng Việt. Nhưng mà biết nói tiếng Việt. Anh đỉnh này. Ôi trời. Gió. Đây. Đang thui hết. Đó. Thấy dân chuyên nghiệp ta không? Thấy không, quan sát thấy được có một rồi của tao luôn chứ cái gì. Quay sát rồi.
thấy được cái một rồi luôn mặt ta nó. Giờ quay kim xong rồi mới tới Huy đó chứ. Không à, không à, khỏi ra, em khỏi ra. Cái tội suối. Chơi cát chơi đất vậy đó, mấy đứa nó khen gì vui lắm. Không phải có cái quay tới mà không có lết được, mình phải làm chuyên nghiệp vô để lên hình cho nó đẹp, mọi người có hiểu không? Chứ có mấy quay lết kỳ lắm đúng không? Nãy giờ mà khi mới lết. Thì đó có cái quay mình thấy tao ngồi dậy liền. Mình hơi giả tạo chút nhưng mà vậy đó. Ngoài á. Ngoài quay. Thì đưa một chút. Quay mình vậy á. Trời ơi, đang quay nè. Bình thường. Không thấy à. Không có mướn được người này nè. Nha. Rồi đưa mặt lên. No. Rồi thôi đi lên phỏng vấn nha chị ấy. Đây là phần ha, phần dâu đó. Mấy cái trắng trắng nè. Bây giờ là quay lại cái chị da chánh. Đấy. Mặt lên rùi. Đứa nào mặt lên rùi. Ờ, mặt lên rùi luôn mọi người ơi. Kệ đi ha. Bây giờ mình đang làm ruộng mà. Coi nè, nè, mọi người thấy nó bay không? Đó, vậy nè, nó hắt lên mặt nè. Đó, vậy nè. Mình kêu mà mặt, mặt không đen. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Em rất là chịu xiên và chịu khó. Cái cát này nó mịn dữ lắm. Ghê lắm. Mà hôm nay trời cũng đẹp lắm luôn á, ấm thiệt là ấm luôn á. Đẹp đúng không? Nè nhìn nè, giờ gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ. Ừ. Rất là đẹp luôn á nè ha. Thước cành, thước lá đàng hoàng. Nhìn giờ nó khúc dưới này cũng ok, không có nữa. Khúc nào khúc này mà nó ok, cây đó cây chánh nó còn tệ hơn cây anh chiết nữa, nói gì vậy anh? Khúc này mình có làm cỏ nè nó mới đỡ nè, còn khúc này không làm cỏ nè là đi luôn, đâu có ra đâu. Ừ. Có mấy cây là coi như là nhỏ giống như dâu con ra vậy chứ không phải là dâu ấy. Thì tại vì clip này với clip khu bên đó là bữa đó là mình không mần nữa. Kệ, hôm nay mình biết rồi, lát mình bỏ rơm nhiều vô để đầy lên. Ừ. Là không sao hết. Rồi bây giờ khoe hồi bữa để khoe mấy cây táo ha, hôm nay lên bông còn dữ hơn nữa. Đây. Đấy. Cây đó là cây seri ha. Còn cây táo nè, bông quá chừng bông luôn. Giờ bữa chắc là nhiều trái lắm. Cây nè, cây táo nào cũng bông nhiều vậy đó. Này cây seri.
Cơ bông quá trường bông, không biết có ra đậu trái không, bông nhiều dữ lắm. Nhưng mà táo thì nó mạnh hơn, là biết là nó sẽ đậu. Vậy đó. Bà chủ vườn mới thở. Chủ vườn thở, chủ vườn hả, chủ vườn, chủ vườn. Cái đó nó sắp ra trái. Em biết mà, nhưng mà nó đầy dày cui ra rồi, đây. Rồi em làm vậy chết rồi. Không có chết, anh yên tâm. Nó đâu có ra trái được nữa. Còn sao mà, đó, bây giờ nè, nó nằm đó chứ có gì đâu đâu. Cái cây đó đó. Thì cây đó, thì cây đó thôi, không có gì đâu. Đã cố tình lấy trái năm nay mà em quất luôn mấy cây hay cơ. Vậy là coi như nó yếu luôn rồi, nó đâu lên trái nữa. Thì năm sau tới nó lên. Trời ơi, năm nào em cũng làm vậy chết rồi. Có năm nào có trái đâu. Cây đó là cây cành thôi, cây ta tránh nằm đây nè anh ơi. Chưa. Em nhổ em cũng đã nhìn. Năm rồi làm nhổ cho mấy phát không có trái. Bây giờ năm nay quậy. Nhổ. Quậy lên nhìn kìa, giờ nó dày cui vậy, anh nghĩ nó ra được bao nhiêu, nó ra có mạnh hay không? Sợ nó ra không mạnh đó chứ. Cái thành cây nào trái cũng nhỏ nhỏ luôn. Nó chứ sợ là sợ vấn đề đó đó. Cái hình như là mấy cái cây mà cây cành đó anh, là nó không có ăn xuống dưới, nó nằm khơi khơi ở trên vậy nè. Còn cái cây chánh á, nó mới nằm dưới. Chưa dính hẳn. Chưa dính hẳn, cho nên em bỏ đất vô. Còn cái này là cỏ nè, cỏ của năm rồi chứ. Ghê. Đặt nó ra thôi. Bụi bay bà con thấy không, cho nên mặt thổi sao không đen, đen thù lùi luôn á. Trúm cái gốc lên lại cái gốc nó không á. Xuống chọc mấy đứa nhỏ miếng. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ở dưới này tới đâu rồi? Kính thưa quý vị, quan khách hai bên.
tôi lết hết rồi. Bây giờ ngày mai làm sao đi xếp tên mai đi. Đó. Nhìn vô kính đằng ngoài. Trình bày đi kem. Chứ tôi trình bày đi hết nổi rồi. Trình bày đi kem. Thì đó tôi trình bày đi hết nổi rồi, quan khách đi hết nổi. Bà biểu quan tiệc á. Bà biểu quan tiệc dâu á. Mọi người có thấy không? Em trồng dâu là như thế này. Đó, thấy chưa? Tới giờ của kem đó. Đó đó, em trồng dâu là như thế này. Sao? Đó. Đưa xuống, mọi người thấy gì không? Đưa xuống. Về chuyên nghiệp luôn đó. À, đã thấy chưa? Chuyên nghiệp rồi. Lắp nó lại, đè nó xuống. Sao? Em mày mày leo đâu mày? Nó nằm đây. Mày cho đi giữa. Đúng không? Vậy qua đây. Mày cho đi giữa mày. Thả dâu luôn. Này, dâu nè. Thấy hai người này chuyên nghiệp không? Đó. Ghê quá. Trời, chuyên nghiệp quá. Hai con người đen. Người đen. Chuyên nghiệp cái này biết mặt nè, cái này không biết mặt. Hỏi về. Đỉnh kỳ quá. Thôi mà. Có quay em lại nữa. Là lấp lầm. Anh ấy lấp lầm có hiểu không? Rồi cái đã lìa lần cái. Đã tao biết. Phi lót cái giữa mà. Tao đâu lấy cái khăn tao trùm lại rồi mà cũng không sót rồi. Hello phi lót. Nghe chưa? Nam tính dữ dằn chưa? Nghe chưa? Thế nãy nam tính dữ dằn không? Thì đó. Khoét gớ đồ, bể vả đồ. Đó, mọi người thấy không? Đó. Chuyên nghiệp chưa? Quá chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến đi hết rồi. Ngày mai, ngày mai đi xếp tâm mai bận áo vest mà đi hai hàng. Đi lại mua chả giò. Anh Bình đi hai hàng. Anh Bình đâu có đi, anh đứng chỗ. Em nè. Trời ơi, mỗi người mấy người mà áo vest mua là bán 100 đồng cái. Ủa gì vậy trời? Tại mấy người áo vest là mình phải vậy đó. Nhất là áo vest hồng nữa. Dạ, bán mắc hơn. Mình lỗ chết. Mày. Chồng nói Vi mua là bán 300% cộng lên. Đó, đó, đó. 100 tính 300. Anh hai quay phim gà lỗ hết. Lộ cái mặt kinh doanh người ta hết. Anh định đâu cái khúc đó lên YouTube luôn. Tại cái đó là cái tội của người thân quen. Khúc đó. Nào cũng lên đó nè. Không có thiếu khúc nào. Chuyên ngại ngùng gì nữa. Lên TV rồi phải. Không phải, ta lên TV là ta phải làm chuyên nghiệp anh hiểu không? Hay ngồi lê để cho dân tình nó thấy là mình chuyên nghiệp phải không? Bây giờ là hết chuyên nghiệp rồi. Đó, mọi người có thấy gì không? Đuôi hết rồi, không ai thấy gì hết. Thôi ba lót ngưng đó rồi, thôi cầm dạ. Tiếp từ đây xuống. Thì đó, tại mấy mẹ này đi, em phải đi, không thôi em đi đứng trên đó. Chứ tại vì hồi anh tưới nước ở đây chỉ có đúng con clip này, chẳng lẽ phun nó phun nước rồi, xuống đây. Em sợ bụi bay vô mấy mẹ đi đâu em phải đi trước một chút xíu. Trời ơi, đó, đi đó, đó. Đó, thì bà, đó, thấy chưa, em sợ lắm. Thì tới đó thôi, thì nó tới đó. Còn không mà ngưng nghe đó cũng được, rồi cái mình tiếp tới bên đây. Yeah.
con chim. Đó, qua nấy lộ ra cơ bắp vô cuốn. Thì đó. Thôi, tới con chim rồi nó có bay không? Thấy bụi đó, nói nãy giờ không nghe hả? À quên rồi, thôi giờ tôi chia sẻ từ trên từ dưới. Tôi đứng ở trên này mà tôi thảo bụi lái dưới kìa. Thì đi từ trên xuống dưới đi tuốt trên đi kia kìa. Lên trên lại đi. Này chị chủ. Nè anh coi nè, cỏ nó bứt ra đâu có lên dâu, em nói anh mà. Nè, nó cạo ra không còn cây dâu luôn. Không còn. Này chị chủ. Vậy là không có đắp cái gì đúng không? Hả? Không. Anh đắp rơm mới được, rồi anh để mà. Ủa, cỏ cái, anh phải cái nhổ. Phải... Cái này là cỏ, năm rồi. Cái mà cây bự đúng không? Không, cái này là cỏ, có nghĩa là hôm hồi năm rồi tới đây là em đau người em không có mừng nữa. À cái này cỏ hả, chứ không phải cỏ. Là cái rơm mình không, đắp hả? Cái đó mới là rơm nó mới tốt, còn cái này là cái cỏ cho nên, cho nên lúc mà anh nói là không sao, không có cần phải nhổ nữa. Thế anh tưởng là cái rơm mình đắp. Không, không, cái cỏ đó. Nhưng mà bây giờ ở dưới đây cái hậu cỏ kinh hồn luôn, cho nên mình phải lắp rơm lên sớm một chút, chúng ta nó lên mình nhổ không hả? Cho nên là bây giờ tụi nhỏ nó làm cái đó rồi đúng không? Ừ. Đắp rơm, chứ đừng ngưng lại, đắp rơm đi rồi xịt nước nữa, ông ta nó chết. Ừ, thì rải cái phân hộp coi. Anh ba, anh ba làm bằng cái khúc ở dưới đó là mình ngưng. Bắt đầu mình đắp rơm để xịt nước, chứ không thôi nó chết á, nắng quá nó chết. Cái này là không phải rơm đâu, cỏ đó. Năm rồi là tới đây nè là em không làm nè. Em nhổ được khúc trên đó thôi là em ngưng. Vậy anh đi lấy rơm ha. Đúng rồi, anh phải mình bỏ rơm trước rồi bắt đầu mình rải mặt cưa. Thì anh để đống vậy nè. Ờ, cho mấy đứa nhỏ. Anh đẩy thẳng vô đây cái anh dục xuống lát tụi nó rơm tụi dục lên vậy đó. Giờ em đi rải bắt đầu từ ngoài đó trước, giờ em đi rải cho bà lót nó rải phân. Rắc phân. Ok, chị chủ goodbye mọi người nha. Ờ ấy đi rồi tắt đi rồi chút xíu. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người coi video của mình nha. Hẹn gặp lại video sau. Nhớ like và share nha. Bye bye. Lát nó quay video bỏ rơm. Hello, hồi nãy là mình goodbye nhưng mà bây giờ làm lại nha. Giờ làm ruộng xong là ăn. Đói quá. Giờ là tới giờ ăn. Hello. Ai mới nói. Đó anh đợi. Tóc tai vuốt vuốt hết đi nha, cho nó lịch sự một chút nha. Hello mọi người, mình là chương trình Phương Pháp TV nha. Mình đến từ Lavit. Đấy, anh ấy đến từ Lavit, đất nước gì đất nước vậy? Đất nước của Đan Mạch. Chết phản động rồi. Anh hai cắt liền. Cắt luôn. Có dân phản động này. Rồi làm lại. Cắt. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi sai. Tôi xin lỗi. Có dân phản động tới rồi không? Ghê quá. Ngày mai cũng là một ngày lễ bình thường thôi. Lễ ngày mai mới là ngày lễ bất thường đúng không? Hôm nay là bình thường thôi. Đấy, hôm nay nhà thường ăn như vậy nè. Cái này là nhà thường của mình thôi nha cả nhà. Gọi là đũa, ăn cái này khá bị thôi. Còn lát nó hồi là có gọi là cái gì? Hùng nè.
nè, cá bò ngư nè. Nổ đi, nổ đi. Qua không có, ta nó ủa đâu. Các fan ơi, mọi người nhớ like và subscribe nghe, bấm vô đây, ở dưới đây. Ok ok. Cho tôm. Mấy cái này lát nữa ăn là không có. Cái này nó bù có. Ở dưới có một cái nồi á. Ở dưới quê người ta mới lên, người ta không có biết mấy cái món này. Lão quá mọi người ơi. Cái này là cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Cái này. Cái này ăn làm sao? Xin ra chơi vi vậy. Ê tao còn nguyên con heo sữa không đó bay. Có không? Có, còn cái đó chưa chơi. Đây à? Con đâu mua hả? Thì tao mua trên khu khác đó. Nuôi năm rồi. Bao nhiêu con à? Bao nhiêu con thôi. Mấy con nó mấy rồi mấy? 2.000 mốt gì. Ờ, nó cũng nhớ 1.000, 2.000 nữa. Bây giờ mình phải kiếm cái, có cái đồ quay quay. Ừ. À, à, con Thảo anh gì? Anh Thạch. Anh Thạch á, nó mua cái lò. Mà nó có nó quay luôn còn mình có cái lò mà mình không có. Mình tự quay. Mình không có cái lò quay quay. Ủa dạ, cô cá bán con hả? Mình chạy tới nó mình mượn cái dèm quay ngay nhà mình. Mình mượn cái lò nó mình quay. Nghe cái đó là mấy nhưng mình như là nó có dao nguyên dao. Có đó nguyên con luôn. Mấy tiếng con nó mới biết. Ừ. Chưa bây giờ em chưa ăn thử. Tao chưa bao giờ ăn luôn, tao mới mua về tao chắc đó. Tao chưa ăn luôn, tao chưa. Bữa nào hỏi Thạch coi mua con rồi mua. Thấy người ta không chỉ mua đó. Chứ ý là mình nói là mình chỉ mượn cái lò. Không cái lò quay nó biết chừng mấy đứa dừng vô bây giờ nó vô nó quậy cái nồi này. Chỗ cái tiệm tiệm thịt đó ở Hòa Phố á. Nó cho mượn cái lò đó, tao không có đi đi tiệc kỷ niệm đám cưới á. Má mượn nguyên lò luôn, quay nguyên đùi ra làm luôn rồi. À, nó có. Mượn hả? Ừ, mà trở về bỏ xe lên trở về. Hỏi đâu ha. Được. Coi xa coi. Được rồi mọi người, chính rồi đó, bắt đầu vô đi. Bữa tiệc nào, bữa tiệc nào. Từ sau thứ hai qua trồng dâu, tiếp ra quay heo. À, khác mọi người có dĩa nè. Rồi mọi người đứng nè, đứng là tự quốc luôn nè. Đâu có, cái này mình dời nó ra nè. Không, mình đứng ăn nó lẹ. Này, đứng cái này ăn ngon mà. Kia mấy nó trồng đây. Dâu cả ngày trời rồi luôn. Em cứ đứng ở trên chị ngồi. Ừ. Đó, đó. Người ta bây giờ. Em thích đứng ơi, thích ngồi nhờ. Cũng được, cũng được. Nằm chấm, nữa. Chấm nè. Hai qua bên đây, rồi em ngồi bên đây. Hai vợ chồng mà chấm chung dĩa nha. Em ăn tương đen được không? Được. Đó, kia. Này, ai chậm dĩa hả? Tao cho hai loại, đúng chưa? Em hai vợ chồng mình bên đây. Đó, hai chồng bên kia đúng không? Coi như là ba cặp. Hai chồng ăn. Này là cái gì vậy? Bữa này ngon lắm nha. Muốn gì muốn. Đó, có cái đồ kia nó cà cái két vô trời. Ai muốn gì? Ăn ăn không? Nè, cái này bỏ qua bên kia giùm chị hai đi, chị nào lát nữa mình tới ăn để trên nóc đó, để coi chừng rớt nha, nó nhảy đầu nha. Định nó quay thôi chứ không? Mọi người ơi, mọi người ơi. Ngon quá, ngon quá. Ăn quay vô cái miệng nó làm tồn ngon quá. Trời ơi. Nó bốc khói luôn. Hai vợ chồng mình nấp lên cái dĩa để quanh kia vậy. Nãy giờ trên này chưa quay. Cho nó chấm vô. Chấm nè, ngon lắm á. Vương thử coi nè đó. Ai muốn chấm gì chấm. Đó, Vi thì Vi mày thử đi Vi. Để đây nhỉ. Viền đó Vi. Rồi thích ăn cái chấm này ngon rồi. Nha. Nước nào cũng ngon. Anh dị ứng mấy món này cho nên anh không ăn. Tao nhìn đừng nói giờ mình đang lên like đó mấy đứa ơi, mọi người cứ tự nhiên nha. Thành heo cho Phi nè mấy đứa ơi, sắp no rồi nha. Đã quá trời, làm cả ngày luôn trời, nó đi làm từ 1 giờ 6 giờ về dướng mày lên trên kia tao lại mày sao không, nó làm cực từng việc đó, chị em mình làm sướng chết ra đó cũng cảnh Phi nắng. Đi đùa côn trùng đúng không? Dọn ổ đúng không? Ừ, mình dọn ổ. Mình để đi nghe được nước chấm đó. Hôm nay bây giờ nó tắt nắng hơi ủng nha, phải để mình ăn sớm. Đang mê làm chứ không phải, mấy người không có đói. Lần sau đi làm mấy người không có cho ăn. Không có cho ăn ở nhà, ăn xong rồi vô ra đây làm chút xíu rồi ăn. Làm là ít, người ta chủ yếu là ăn, tụ họp là ăn nè. Cảm ơn chị, em đòi ơn chị. Đừng đòi. Đừng đòi ơn, đừng đòi ơn. Cám thôi, đừng đòi. Quỳ xuống em cảm ơn.
Mắc cười nữa ha. Thôi, không có mắc cười. À, nó ăn vợ, ham vợ cái bên. Ghê thiệt chứ. Nè, cuốn chấm nè, cũng đầy đủ nè, đầy đủ cồn đồng tùng nè. Này ăn gì? Không vô. Giờ sao? Giờ ăn sao? Chấm đó. Cuốn ăn. Bỏ vô rau. Tại nhiều quá giờ không biết ăn dạ. Sao. Nấu lắm đó. Cuốn, cuốn vô ăn. Nhờ cuốn nhỏ nhỏ thôi rồi không có cần bự lắm. Cuốn bự lắm hao nha. Dạ, dạ khó đây. Có 2 loại nữa. Có 2 loại hả? Cái này nè ngon nè. Tôm này cưng. Có 2 loại. Sukiyaki đó. Có hả? Chấm cho bên kia đúng không? Đỉnh ăn nha, đỉnh ơi. Đấy, đấy, rồi. Bây giờ sạch, bây giờ nè. Ăn lưỡng dưỡng. Còn nhiều, trời ơi, nó chưa có gì hết nè. Ăn nó có nguyên nguyên nè. Nó ghê lắm á. Còn nguyên nguyên nè. Đồ, thơm ngon. Nghĩ là còn ăn thôi đúng không? Qua đẳng chơi. Lần sau nghe chị Thảo nói mình dâu gọi điện thoại hỏi xong chưa tới giờ ăn chưa qua. Alo chị Thảo hả? Khỏe không chị Thảo? Nay là ăn thôi. Có YouTube không? Đây có YouTube không? Có làm, có làm dâu không? Nay có là chị có làm dâu à, không? Mà Nguyễn ngớm ngớm mình làm YouTube cho vui à. Ngồi xem xem gì nè, vui mà. Mà chị làm dâu không Thảo? Ừ, xong rồi, chưa? Anh đến muốn mình lên mấy cái trò show luôn, cho anh mở. Cho chị Thảo rồi. Thì sao để em biết cần em xuống. Cái khúc mà muốn mình cho mà chị Thảo dí cầm dao mà tấu đồ dí dí. Trời ơi. Đó là lỡ chị Thảo mà lỡ tay chắc chết luôn á. Mà chị Thảo hay lỡ tay lắm. Cái đều ghẹo cho bên chồng. Này hồi đó bây giờ chị chưa bao giờ mà phan ra xe cành. Ủa, đúng rồi mà. Chị làm thiệt.